Hallelujah, hallelujah, Chúa con ngợi khen cha của chúng con là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài yêu thương chúng con đến nỗi ban con một Ngài là chính Chúa Giêsu đã đến thế gian này xả thân trên thập tự giá để chuộc tội lỗi chúng con. Chuộc chúng con khỏi quyền lực có tội lỗi để được làm con của vua thánh trên trời. Cảm ơn Chúa qua danh Chúa Giêsu ngày nay chúng con được làm địa vị là hoàng tử, là con nương của vua thánh trên trời. Hallelujah, con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa ban chúng con một đêm an lành, một ngày mới chúng con ra mắt Ngài. Xin dòng huyết Chúa tiếp tục thanh tẩy tội lỗi đời sống của chúng con. Có suy nghĩ nào, lời nói và việc làm chúng con không đẹp lòng Chúa thì Ngài thương xót, Ngài thanh tẩy bởi huyết của Chúa để đời sống chúng con thật sự được trắng hơn tuyết. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, trong dịch COVID này có nhiều gia đình mất người thân, có nỗi buồn, nhưng con tin chắc rằng trong danh Chúa Giêsu chúng con có niềm tin, có hy vọng. Và trong danh Chúa Giêsu chúng con có sự an ủi vì phần người đã ra đi là ở với Chúa, ở bên cái niềm, ở bên cái dòng sông sự sống, ở bên ngôi thiên đàng vinh hiển. Con cảm ơn Chúa, phần chúng con ở đất này Chúa cũng hứa Ngài ở cùng chúng con. Mãi xin Chúa an ủi những gia đình, những người thân, trường hợp như gia đình của cô Mai Thị Cẩm, thầy Dũng, hai người đã về với Chúa một lượt. Ôi Chúa, để lại cái nỗi buồn cho gia đình là cháu Hiếu và vợ của Phúc. Chúa ơi, xin Chúa Ngài an ủi hai cháu, gia đình của hai cháu, gọi khen Chúa. Cảm ơn Chúa một ngày mới, Ngài cho anh chị em chúng con vào Zoom này để rồi chúng con cùng nhau thờ phượng ca ngợi Chúa. Phải tin chắc rằng Chúa ngự giữa sự ngợi khen, Ngài đang dẫn dắt chúng con. Thánh Linh ơi, xin Chúa Ngài tiếp tục, Ngài sức dầu ban ơn cho lòng của chúng con. Những người nào mới vào Zoom một ngày mới, trong danh Giêsu con chúc phước cho tâm linh của họ được tươi mới ở trong Chúa. Và anh em chị em chúng con, các tôi con của Chúa đã vào phòng Zoom trên 70 ngày qua, con tin chắc rằng Chúa đồng hành, Chúa nâng đỡ, Chúa khích lệ. Và Chúa cũng dùng cái phòng Zoom này để cầu nguyện thay cho hết thảy tôi con của Chúa trong những ngày qua. Và con cũng thấy quyền năng của Chúa được thi thố, nhiều người được chữa lành. Ôi Chúa, có những anh chị em chúng con, các tôi con của Chúa trong cơn dịch này nặng nề, nhưng mà Chúa đã chữa lành họ về với gia đình của họ, như trường hợp gia đình của Xuân Loan Phương Tân, gia đình của mục sư Nguyễn Văn Thành, một số anh chị em chúng con. Ôi Chúa, cũng không nhớ hết được. Con cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa không hề thay đổi. Xin quyền năng đã cứ tiếp tục chữa lành, quyền đã tiếp tục thanh tẩy, quyền năng của Chúa nâng đỡ, nâng vực chúng con trong cánh bóng của Ngài. Hallelujah, con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Ngài đang hiện diện trong phòng Zoom này. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, Ngài đang sức dầu trên người thờ phượng Chúa, dùng lời ca tiếng hát để tôn cao danh thánh của Chúa của chúng con, vì Chúa đáng được ngợi khen, tôn quý và vinh hiển. Con tin chắc rằng Chúa ban lệnh thiên sứ này bảo hộ gìn giữ những người kính sợ Ngài và Ngài giải cứu họ. Con cảm tạ ơn Cha. Con dâng thì giờ tiếp theo, thì giờ mà Chúa Ngài cho chúng con được ngoài vào phòng Zoom này để rồi chúng trình dâng những cái ước muốn của chúng con lên cho Cha. Ngài hứa chúng con người công bình ước ao sẽ được toại nguyện. Con ngợi khen Chúa. Một lần nữa Ngài sức dầu trên ban điều hành, trên ban kỹ thuật, cũng như sức dầu trên đường truyền để hết thảy chúng con không bị trở ngại về đường truyền này. Những lời ca tiếng hát, lời cầu nguyện chúng con được thấu trên ngôi thi ơn của Chúa. Con cảm ơn Cha. Chúng con chỉ biết tôn cao danh thánh Chúa của chúng con. Mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa chúng con. Chúng con đồng tâm hiệp ý và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah.